Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 tổ chức kỳ họp thứ 17 để thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu một số ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay và qua thực tiễn phát triển năm 2023 càng cho thấy tầm quan trọng của công tác cán bộ. Do đó phải tiếp tục chú trọng đổi mới công tác cán bộ, chăm lo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và sử dụng đúng cán bộ, đúng người, đúng việc, chuẩn bị đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Năm 2024 cũng là năm tỉnh xác định tạo đột phá về công tác cán bộ, đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để đảm bảo số lượng Phó Chủ tịch theo quy định, đồng thời thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Đây là công việc rất hệ trọng của tỉnh nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thảo luận, quyết nghị, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự thành công của kỳ họp. Sau phiên khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe đồng chí Cao Tướng Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đọc tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình xem xét bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí. Kết quả, đồng chí Nghiêm Xuân Cường đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước. Tại các hội nghị, 100% đại biểu triệu tập có mặt đều thống nhất giới thiệu đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí để thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Huệ đã được điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ Tránh thanh tra tỉnh. Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Phạm Xuân Đài, nguyên Giám đốc Sở Khoa và Công nghệ đã được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu kinh tế. Thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Huệ, Tránh thanh tra tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Cường đã trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Huệ đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với 100% số phiếu tín nhiệm của các đại biểu có mặt. Đồng chí tin tưởng và mong muốn trên các cương vị công tác mới, các đồng chí luôn cầu thị, khiêm tốn, cẩn trọng và gian khổ phấn đấu, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phẩm chất, uy tín của cá nhân và kinh nghiệm đã có trong thực tiễn công tác thời gian qua để cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của địa phương ngày càng tốt hơn. Chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn tỉnh đều được đón Tết vui tươi hơn, lành mạnh hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn và an toàn hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để một ai không có Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương trở lại với mọi hoạt động bình thường của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, kịp thời phục vụ mọi yêu cầu của người dân và doanh nghiệp ngay từ giờ đầu, ngày đầu tiên làm việc của năm mới. Đồng thời tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của năm 2024, gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh bền vững với phát triển văn hóa con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.